là một trong số những hộ dân kém may mắn khi mất trắng ngôi nhà sau cơn lũ. Ngôi nhà của bà Tân cùng 4 ngôi nhà bị sạt hoàn toàn xuống sông. Hơn một tuần nay, vợ chồng bà Tân đã mượn đất của hàng xóm để dựng tạm ngôi nhà sống qua ngày. Mong mỏi của các hộ dân lúc này là mong nhà nước sớm bố trí đất tái định cư, làm nhà để ổn định cuộc sống. Năm nay thì tự nhiên là bão lũ to quá, lũ ngập gần nhà, xói mòn ở hết đằng sau, đổ hết nhà xuống sông. Tôi cũng mong muốn là nhà nước cũng nhanh chóng cấp cho gia đình đất để có chỗ ở để sinh sống được tốt. Mọi tài sản trong cửa hàng của chị Phạm Thị Dung giờ đã nằm trọn dưới những đống đổ nát. Nhìn tài sản không thể thu dọn, chị Dung cảm thấy xót xa. Để có tiền trang trải cho con cái ăn học, chị đã mượn nhà của bố mẹ để tiếp tục kinh doanh, chờ được nhà nước hỗ trợ tái định cư. Thực ra là bọn em chỉ kiểu là làm ngoài hết thì anh cái vợ chồng ấy, nên là mình không nghỉ bán hàng được. Thế này em sang bên này em ở nhờ bên nhà ông bà nội này, em bán hàng luôn từ hôm bị sụt đấy luôn đến bây giờ. Tại thành phố Yên Bái, khung cảnh tan hoang vẫn đang hiện hữu với người dân khi những quả bom đất vẫn đang treo leo trên đỉnh đồi, trực chờ lao xuống. Không điện, không nước, không an toàn, người dân đều đã di chuyển đi ở nhà người thân. Cả khu phố giờ chỉ là những thứ đổ nát. Mong chính quyền đã đánh được hai quả đồi cho dân để về mai sau sinh sống. Vâng, chứ rất khổ bây giờ đi ở nhờ mà bây giờ trục đường này huyết mạch của thành phố bây giờ thành một trục đường hoang tàn như một bãi tha ma. Vâng, không còn gì để mất nữa. Vấn đề bố trí, sắp xếp dân cư sau bão lũ đang được các cấp ngành của tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng. Khu vực bờ sông chảy của chúng tôi bị sạt lở thì tại tổ dân phố 3 chúng tôi cũng có một cái khu vực khoảng tầm 10 ha thì có thể là san lấp để đưa vào khu tái định cư ở đó thì cũng không có vấn đề gì gặp khó khăn lắm. Mong muốn của địa phương chúng tôi thì cũng rất là để theo ý nguyện của bà con nhân dân là cũng mong muốn các cấp các ngành sớm phê duyệt cho chúng tôi khu tái định cư đó để di dân 22 hộ đang không có nhà ở này vào trong đó để ổn định cuộc sống. Những giải pháp quyết liệt nhất đang được triển khai ở các địa phương với mục tiêu đáp ứng mong muốn về nơi ở an toàn, dài lâu cho những hộ dân mất nhà và trong vùng nguy hiểm.